Và ở trong đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Hội tại Hưng Hà, Thái Bình. Thì ở đây anh dự kiến xây dựng ngôi nhà vườn mái Thái có hai sảnh chính, chính phía trước hướng 202 độ Tây Nam, và một sảnh phụ thì để bước ra ngoài cho thoáng thôi, vuông góc và có một mặt đường. Thì nhà anh thì ở đây thì có hai mặt đường nhá, cấp điện, cấp nước là phía đằng này, thoát nước phía đằng sau. Làm cái phòng thờ kiểu Hán gian ấy, có hai cột trước phòng thờ ấy, ở chính giữa. Đấy. Ranh giới đất thì chỉ không được vượt quá cái phần này mọi người nhé, không được vượt quá cái phần chiều dài từ mép bên đường bên kia là 86, cái này là khoảng tầm 10 mét. Đấy, chéo phần phía sau, chỗ này chỉ rộng 15 mét thôi, không được vượt quá khu vực 15 mét này. Đất ở đây là khu vực đất người trước là đất đất yếu, âm 1 mét thôi, có thể làm móng bè. Nhà bên này là làm móng bè này. Ở đây thì đường không vào để ép cọc được.